zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe Maidan, pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun... Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Sơn sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá những tính năng và hướng dẫn một số những tính năng của chiếc Toyota Rush vừa mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam hiện nay. Và vị trí đầu tiên chúng ta cần điều chỉnh đó là hệ gương chiếu hậu ngoài. Đây là vị trí điều chỉnh gương chiếu hậu ngoài. Khi mà chúng ta muốn điều chỉnh gương chiếu hậu phía bên tay trái thì chúng ta xoay núm về phía vị trí L và điều chỉnh sang bên ông. Sang, xuống, vô. Và tương tự như vậy sang vị trí bên tay phải. Ra, vô, lên, xuống. Vâng, chiếc Toyota Rush được trang bị điều chỉnh gương điện và gập gương điện. Và vị trí này là vị trí gập gương điện. Mở gương. Vị trí này là vị trí khóa kiếng trung tâm. Khi chúng ta khóa kiếng trung tâm này thì tất cả các kiếng đều không thể sử dụng được. Trường hợp này chúng ta sử dụng khi mà chúng ta đi có trẻ em, chúng ta khóa lại để an toàn cho trẻ khi mà đang chạy tốc độ cao mà mở gương. Rồi, vị trí hai vị trí tiếp theo là vị trí mở gập kéo gương phía sau. Kéo gương phía sau. Và phía gương trên. Gương trên. Toyota Rush được trang bị gương một chạm. Toyota Rush được trang bị gương chống kẹt một chạm bên tai. Rồi, Sơn xin giới thiệu với quý vị, đây là vị trí mở nắp xăng của xe. Chiếc xe được trang bị mở nắp xăng ngay ở dưới vị trí lái của chúng ta. Tiếp theo là Sơn sẽ hướng dẫn quý vị về tư thế lái của chiếc Toyota Rush. Chiếc Toyota Rush thì được trang bị rất là ghế để khá là êm. Chiếc Toyota Rush được điều chỉnh 6 hướng cơ. Và chúng ta có thể và kéo xuống. Điều chỉnh. Rồi, để vị trí xuống thì cái ghế thì chúng ta sẽ nhảy xuống. 1, 2, 3. Rồi. Và chúng ta muốn cái chiếc ghế này nó cao lên thì hãy nhảy lên. Ok. Chiếc Toyota Rush thì được điều chỉnh 6 hướng cơ của chiếc ghế vị trí lái. Đầu tiên là vị trí chức năng ngả lưng ghế và gập lưng ghế. Rồi, vị trí thứ hai là vị trí nâng ghế và hạ ghế. Khi mà chúng ta nâng ghế lên thì chúng ta chỉ được kéo cần xuống này, cần này lên. Và khi mà chúng ta hạ ghế xuống thì chúng ta chỉ được kéo cần này xuống. Rồi, rồi. Và vị trí khoảng cách của chiếc ghế này chúng ta dùng một công cái lẫy ở phía dưới ghế này. Kéo ra, kéo lên và đẩy ra đẩy vô. Tại vị trí mà chúng ta cảm thấy thích hợp nhất, chúng ta dừng lại. Rồi. Vâng, Sơn sẽ giới thiệu đây là vị trí mở nắp capo. Khi chúng ta cần kiểm tra khoang động cơ thì chúng ta chỉ được kéo cái công tắc này ra là nắp capo phía trước mình đã được mở. Vâng, Sơn xin giới thiệu với quý vị công tắc lẫy phía bên tay trái này. Công tắc này nó chứa khá là nhiều những tính năng. Tính năng đầu tiên nó là tính năng đèn xi nhan. Xi nhan thì chúng ta gạt lên thì nó sẽ là xi nhan bên phải, và gạt xuống thì nó sẽ là xi nhan bên trái. Và chúng ta kéo vào vị trí vô lăng thì nó là nhé đèn. Trong trường hợp chúng ta đi đường mà cần xuyên đường thì
tàu thì là nhá đèn. Rồi, và chúng ta muốn đặt bật đèn pha thì chúng ta sẽ phải đẩy nó ra vị trí phía bên trước và giữ lại thì nó là sẽ là đèn pha. Và trên cái trên này thì nó có hai công tắc. Công tắc đầu tiên là công tắc bật hệ thống đèn phía trước, thì nó có ba nấc auto bật đèn vị trí và đèn cốt. Thì khi mà chúng ta bật chế độ auto này thì đèn sẽ tự động bật sáng khi mà trời tối hoặc là đi vào đường hầm. Bật đèn vị trí, bật đèn vị trí này thì khi mà chúng ta có thể là đổ đường mà buổi trời tối mà chúng ta tiết kiệm điện thì chúng ta bật đèn vị trí để cho những phương tiện giao thông họ biết rằng là vị trí đèn xe mình đang đậu ở vị trí đó. Và đây là bật đèn cốt. Đèn cốt thì nó sẽ sáng liên tục dù là ban ngày hay đêm thì nó cũng sẽ sáng. Nhưng mà trong trường hợp nếu quý vị bật đèn cốt này mà khi chúng ta tắt động cơ mà quên không tắt cái vị công tắc đèn này thì nó sẽ hết cái bình xe của mình. Đó là nếu mà chúng ta bật chế độ auto thì trời sáng hoặc trời tối tự động đèn nó sẽ bật sáng tối. Và vị trí bên trong này là vị trí bật đèn sương mù, gọi là đèn cản. Trong trường hợp của quý vị đi vào đường thời tiết xấu, sương mù nhiều thì chúng ta có thể tăng sương mù lên để cho nó sáng hơn. Và cần bên phía tay phải của Sơn đây là cần điều khiển gạt mưa. Đấy, quý vị có thể thấy là nó gạt mưa và nó sẽ điều chỉnh theo tốc độ được ạ. Và khi mà quý vị gạt về phía vô lăng thì nước nó sẽ xịt, nước kính nó sẽ xịt ra để mình có thể rửa được kính. Mình có thể điều chỉnh theo tốc độ của cái gạt mưa. Trên vô lăng của chiếc Toyota Rush được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da. Phía tay phải là đàm thoại đánh tay. Bên phía tay trái là có volume, tăng volume, giảm volume và qua bài và mod chuyển kênh. Chiếc Toyota Rush thì được trang bị khởi động thông minh. Khi chúng ta bật một nấc mà không giảm thắng thì hệ thống đèn nó sẽ được sáng lên. Đó, quý vị có thể thấy là đèn nó đã sáng khởi động lên ạ. Và khi mà chúng ta khởi động xe thì chỉ bằng cách nhận thêm một nút mà giữ 2 giây đạp thắng nhé, nhớ quý vị đạp thắng và giữ 2 giây xe của mình nó sẽ được khởi động lên. Rồi, Sơn xin được giới thiệu cái khu vực này là khu vực bảng điều khiển máy lạnh. Đầu tiên đó là nút bên phải. Nút bên phải này thì có hình cái quạt và chúng ta nó tích hợp hai chức năng. Một chức năng là tăng giảm tốc độ quạt và chức năng sửa kính trước, phía dưới kính phía trước. Đó, thì chúng ta xoay về phía tay phải thì nó sẽ tốc độ quạt nó sẽ tăng lên và xoay về phía bên tay trái thì tốc độ quạt nó sẽ giảm xuống. Nút bên phải, nút bên phải chúng ta nó cũng tích hợp hai tính năng. Tính năng thứ nhất là tính năng sửa kính phía sau, tính phía sau, và tính năng tăng giảm nhiệt độ. Quý vị có thể là nhiệt độ nó lạnh quá thì chúng ta có thể tăng lên, và nhiệt độ bên trong nó nóng quá thì chúng ta có thể giảm nhiệt độ xuống. Chỗ đó này xoay trái phải. Rồi, và dưới này là những tính năng. Thứ nhất là mod. Mod là chúng ta điều chỉnh cái hướng máy lạnh, hướng dưới chân và chân ngực, hoặc hướng mình dưới chân, hoặc là hướng vừa dưới chân vừa sửa kính trước. Và hướng này là hướng chỉ mình ngang người thôi, gió tốc độ gió ngang người, hướng gió ngang người. Phần này là phần lấy gió trong. Và cái này nút AC là nút bật máy lạnh, nguồn máy lạnh tắt mở. Và chế độ auto, chiếc Toyota Rush được trang bị máy lạnh auto tự động. Khi chúng ta bật chế độ auto thì máy lạnh, hệ thống máy lạnh nó sẽ khởi động mà cái mức nhiệt độ mà bạn mong muốn nhanh nhất. Ví dụ như hiện tại bây giờ đang là 20 độ 5 thì hệ thống máy lạnh nó sẽ điều hòa tốc độ tự động làm sao mà tới đạt tới cái mức 20 độ 5, và từ từ nó sẽ tự động nó giảm cái hệ thống quạt xuống cho các bạn. Và lúc này lúc tắt quạt luôn, tắt quạt và tắt tất cả hệ thống máy lạnh luôn. Đó, chúng ta bật lại thì bật lại bằng chế độ auto. Chúng ta có thể điều chỉnh gió là tự động hệ thống auto nó sẽ kết thúc. Sau đây Sơn sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng chiếc đầu DVD được trang bị cho chiếc Toyota Rush. Đầu tiên chúng ta về nút home.
thì trên đầu này nó khá là giống những chiếc đồng điện thoại thông minh có radio, iPod, USB, rồi DVD, kết nối Bluetooth. Thì quý vị xài những tính năng nào thì mình sẽ bấm vào cái biểu tượng của tính năng đó. Đầu tiên thì quý vị, nếu quý vị muốn nghe nhạc thì chúng ta đây là vị trí để mở đĩa, bộ đĩa của cái xe. Rồi, chúng ta có thể bỏ được 6 đĩa. Trên này là DVD 6 đĩa. Khi mà chúng ta bỏ đĩa vô thì hệ thống âm thanh nó sẽ được tự động đóng lại. Rồi, đây là vị trí radio. Radio để chúng ta có thể dò kênh, hoặc chúng ta bấm giữ để dò kênh to nhỏ. Rồi. Và bây giờ Sơn sẽ hướng dẫn quý vị kết nối Bluetooth cho cái đầu DVD này. Chúng ta bấm iPhone, chúng ta bấm điện thoại cái mở dò Bluetooth trên điện thoại. Ở đây nó sẽ, khi mà điện thoại của quý vị nó sẽ hiển thị ra cái tên của cái đầu DVD, chúng ta bấm kết nối. Ok, và chúng ta đã kết nối được chiếc đầu DVD này và chúng ta có thể sử dụng. Rồi, tính năng tiếp theo thì Sơn xin giới thiệu cho quý vị, đó là về hộp số của chiếc Toyota Rush. Chiếc xe này được trang bị hộp số 4 cấp tự động. Và như quý vị đã biết thì vị trí P là vị trí đậu xe, vị trí R là vị trí mình re xe, vị trí N là vị trí mo, và vị trí D là vị trí chạy. Trên này thì cũng có hai được trang bị thêm 3 cấp số thể thao, số 3, số 2 và số R. Những số này thì mình sẽ sử dụng trong trường hợp nào? Trong trường hợp mà quý vị đi lên dốc, hoặc là xuống dốc, hoặc là đi đường trơn trượt thì mình có thể về vị trí 2, 3 và R để hộp số nó được giảm tốc lại và an toàn hơn khi chạy. Còn bình thường thì chúng ta có thể sử dụng hộp số D để chạy. Và trên hộp số thì có một cái tính năng, đó là Shift Lock. Tính năng Shift Lock này thì nó được sử dụng khi nào? Khi trường hợp mà chúng ta đang bị ở vị trí B hoặc là vị trí N, D mà bị chết máy, chúng ta không đẩy được, thì chúng ta có thể mở, nhấn Shift Lock để chúng ta về N để chúng ta có thể đẩy xe được. Tránh trường hợp mà mình ở vị trí B hay vị trí D mà mình đẩy xe thì khi máy không nổ, chưa nổ thì có thể là dẫn tới hư hộp số hoặc vỡ hộp số của xe mình. Bây giờ thì Đức Sơn đã chia sẻ một số những tính năng của chiếc Toyota Rush 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không, hãy đến với chúng tôi,
công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.